Rồi, lần đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cầu thủ đam mê câu cá từ Tổ quốc. Hôm nay em tiếp tục lên một clip gồm 12 càng câu nha anh em. 12 càng câu này là 12 càng câu trưng bày hàng hàng còn mới như chăm chăm luôn, chưa qua sử dụng nha anh em. Những cây này thì những cây cần tay có độ dài từ 4m5, 5m4 và 4m8. Thì em sẽ vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi mà không nhận clip em là thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thì đếm vô hai cặp 4m5 cho anh em xem nha. Cái này thì 4m5, hàng này full hộp, full cái vỏ luôn. Vỏ nè, túi ở trong còn nha anh em. Cây này chưa qua sử dụng. Cây này chất liệu là chất liệu carbon, cây của Ogura gì đó. Cây này nội địa nha anh em. Cây này thì dài 4m5, có tổng cộng 10 lóng. Thu gọn 55 cm, nặng là 72 g. Cái này lọt là 0.7 ly. Gốc là 18 mm. Thành phần carbon là 95%. Đó, 5% thành phần carbon là 95% nha anh em. Đó. Giá họ bán công khai ở Nhật là 13.000 yên, chứ là tầm khoảng 2 triệu 8. Đây, cần đây anh em. Đó. Cần thì em đảm bảo với anh em là chưa qua sử dụng nha. Cần còn rất là mới luôn. Cái này độ cứng nó tầm khoảng 1H đến 1H rưỡi thôi nha anh em. Đó, 1H, 1H rưỡi. Dạng này thì chia cho anh em câu gô câu giết nha. Đó, nói trước cô gô cô giết đánh cảm giác thôi, chứ đánh bạo lực thì không được. Mấy bác đánh thích đánh gô cảm giác nè, đánh mà đánh một cái nó cong quốc cây cần luôn á, là lấy mấy cái này đánh rất là đã nha anh em. Thì chất liệu carbon sắn chìm đó, rất là mới luôn, nói chung thì chưa qua sử dụng, cực kỳ mới. Cái này không còn gì phải bàn nữa. Cần này độ cứng là 1H với 1H rưỡi, giá công khai là 700k nha anh em. Thì 4m5 thì em sẽ có 2 cây thôi. Đó. Anh em nào chốt thì để số điện thoại với số mét của cây cần. Full hết trơn anh em, đủ giấy tờ. Đó, túi nó đây, túi nó trong đây. Túi này em cũng chưa lấy ra luôn. Đó. Carbon nha anh em. Rồi, cây số hai cây này, hai cây 4m5, giá 700k một cây nha anh em. Rồi, tới này là 5m4. 5m4 thì em sẽ có 1 2 3 4 5 6 6 cây nha anh em, 6 cây. Thì vẫn là thương hiệu của hàng Origina gì đó. Chữ Nhật em cũng đọc khó đọc. Thì đây, ngoại hình ở đây cũng khá là ok anh em. 5m4. Cái này thì 5m4, có tổng cộng là 12 lóng, thêu gọn là 55 cm, nặng là 120 g, đọt là 0.7 ly, gốc là 21, thành phần carbon là 95%, giá bán là 16.000 yên, tầm khoảng 3 triệu 2, 3 triệu 4. Đó. Thì đây, hàng trưng bày. Đó. Cái này thì chiếc này về thì em hốt được vài lô trưng bày, rất là ok cho anh em. Đây, hàng carbon sắn chìm nha anh em. Đó. Sẵn thế này khỏi cần bàn, nói chung thì cần rất là mới. Đọt nha anh em, đọt nó khá mảnh nha. Đó. Chiên câu gô giết thôi nha. Độ cứng tầm 1H 1H rưỡi thôi. Đó. Cần thì rất là mới, khỏi bàn. Thì cần thì em ship cho anh em thì bao cho anh em kiểm tra hết luôn. Đó, anh em cứ kiểm tra mà thấy xấu hoặc nó xước xát nhiều á, không giống như clip quảng cáo lên đó thì trả về. Cần gọi gấp mới nha nè. Cần gọi gấp mới nha. Đó. Cho anh em xem. Đó, rất là đẹp nha. Rồi, giá công khai của xây 5m4 này nữa, giá công khai là 800k một cây nha anh em. Đó, 800k. Thì em có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây nha anh em.
sẽ là lô cần dài lóng dài nha anh em. Lô này thì nó sẽ là 4m8. Thì em sẽ có 4 cây nha mọi người, 4 cây 4m8. Cây này là nội địa 100% nha anh em, nội địa của Japu rồi đó. Đây, đó. Cây này chất liệu là chất liệu carbon. Cái này là 99% carbon nha anh em. Đó, cây này 99% carbon. Cây này dài 4m8. Lóng là sẽ có 6 lóng. Nặng là 118g. Thì gốc sẽ là 23 và đọt nó sẽ là 0.7 ly. Độ cứng nó gơ tầm khoảng 2H nha mọi người. Đọt này đọt đặc. Thì cây này chia cho anh em câu gô giết đánh chép. Đó, săn chép đánh cây này cực kỳ phê luôn. Đó. Cây này thu gọn là 96cm nha mọi người. Đó. Thì cây này vẫn như những cây trước thôi. Đây là hàng trưng bày. Hàng em lấy về thì hàng này chưa qua sử dụng nha mọi người. Nó còn bao nè. Đó, bao ở ngoài và bao lưỡng cần nha mọi người. Đây, bao lưỡng cần của nó đây. Đó. Thì cần thì ngoại hình cực kỳ ok, sáng sủa luôn. Hàng thì hàng chất liệu là carbon sắn chìm nha mọi người. Ừ. Sắn như con rắn luôn á. Phần này làm nhám cho mình dễ cầm luôn. Đó. Những khúc trên đây nó làm nhám lên nè. Đó, cực kỳ đẹp nha mọi người. Ừ. Lấy lóng cho anh em xem. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Cái này chưa qua sử dụng nha. Đó, chuyên cho anh em săn chép, câu gô, câu giết. Đánh gô phi cũng được, ok. Độ cứng ra tầm khoảng 2H thôi nha mọi người. 2H. Đây, đọt nó là đọt đặc nha anh em. Đó, đọt là đọt carbon đặc. Đó. Nên độ nảy nó rất là cao. Đánh nó rất là sướng tay luôn á. Đây. Chất liệu carbon nha mọi người. Hàng chưa qua sử dụng cực kỳ mới luôn, sáng sủa luôn. Đó. Đầu lắm đây. Đó. Cút ra dính, cút vô dính bụi đây. Đó. Cực kỳ ok nha mọi người. Thì cần này về thì được 4 cây thôi. Đó. Đó. Đẹp sạch sẽ luôn. Thì cây nào cũng giống vậy thôi. Đó, 4m8. 4 cây. Chia anh em săn chép, cô gô, cô giết. Cực kỳ đẹp nha, chưa qua sử dụng hết. Sáng carbon đỏ nha mọi người. Đó. Soi cắn, soi sắn cực kỳ đẹp luôn. Rồi, giá công khai của cây 4m8 lóng dài này là 1.2 triệu nha mọi người. Đó, cây nội địa á. Cần là địa 100% với anh em luôn. Cây là 1.2 triệu. Đó, giá là giá cộng ship nha anh em. Anh em ưng có thể chốt để số điện thoại để 4m8 hay 5m4, 4m5 gì đó là em sẽ tự động liên hệ với anh em. Rồi, cảm ơn anh em nhé. Anh em cứ mua hàng và cứ tháo ra kiểm tra hàng. Nếu không giống hàng em quảng cáo như thế này nè, nó cứ trả về nói tại sao em cần xước quá mà báo chưa qua sử dụng vậy đó. Ok, cứ trả về cho em. Đó. Rồi, cảm ơn anh em nhé.